Hello, cả nhà đang nghe tân quán nha, mời cả nhà ăn cơm. Cơm trưa. Sáng thì chưa biết ăn, ăn cơm, để mình đợi trưa mình mới ăn cả nhà. Kim chi ăn liền với cơm nha, cơm với thịt kho rụt nha, thịt kho trứng nha. Mà đặc biệt hôm nay mình ăn với một cái trái rất là lạ. Em đố cả nhà trái này là cái gì? Mà nếu em không đố thì cả nhà không bao giờ biết trái này là trái gì. Vì cái trái này nó lạ, nó màu nó lạ nhưng mà nó thật sự là rất là quen thuộc với mỗi gia đình. Ai cũng đều ăn hết. Trái này là trái dưa leo. Trái dưa leo nhưng mà ở shop bình thường nó sẽ không có bán. Em chỉ mua được cái shop thổ nó có mà thôi. Và nó cũng theo mùa chứ không phải lúc nào nó có bán. Nhưng mà nó đắt hơn trái dưa leo. Đây, trái dưa leo đây. Trái này là trái dưa leo nha. Dưa leo này là màu xanh ha. Dưa leo là dưa leo bình thường. Còn dưa leo này là dưa leo lai, cái nhà nó gọi là dưa leo lai nha. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt hơn là dưa leo bình thường là nó ngọt, nó rất là giòn, nó giòn cực đỉnh luôn, đỉnh giòn luôn, đỉnh của đỉnh giòn luôn. Và nó rất là ngon và ngọt ha, nó khác với trái dưa leo bình thường đó, nên là nó đắt tiền hơn, nó đắt gấp mấy lần luôn. Đấy. Mà lâu lâu nó mới có chứ nó không có đem ra ngoài. Nên là em thấy là hôm qua nó tươi quá nên em mua bốn trái về ăn. Trái mày lớn nha, nó nặng như nằm. Trái này chắc có thể là không biết bao nhiêu gram không biết. Mà cái nhà nó giòn dữ lắm, ăn nó giòn trong miệng mình rất là thích luôn nè. Bẻ cho cả nhà nha. Cái ruột ở trong dưa leo bình thường nó là như thế này ha, còn cái ruột của nó ngộ lắm. Cái ruột của nó không, nó cũng giống lai lai, nó giống như vậy nhưng mà nó khác nè, nó kiểu này nè. À, nó giống như trái hủ qua vậy đó. Nó ngộ lắm đó, thấy không đó. Cái thịt nó chắc vậy đó, mà cái thịt nó rất là chắc, nó đặc thịt dữ lắm luôn. Nó không có giống như trái leo bình thường mà bọng bọng như thế này, nó đặc như vậy, nó đặc cứng như vậy luôn. Nó giống như là một cái trái nói chung nó giống nhiều loại trái lắm nhưng mà không nói được. Nó giống rất là nhiều loại trái nữa. Ở trong nó vậy nè, giống trái hủ qua, ở trong nó kiểu giống như trái hủ qua vậy đó. Đó, ngộ lại vậy đó, mà nó giòn cực đỉnh luôn, thích lắm. À, mời cả nhà nha, chấm nó trước cho cả nhà nghe cái độ giòn của nó. Ăn rất ngọt, ngon, giòn lắm. Hả? Ở trong nó gì đâu, hộp của nó thì không có hộp luôn nữa. Những trái nó có, những trái không có, những trái nó có ít thôi mà nó ít hộp lắm, nó không có như kia. Nó là vua có đặc ruột. Hôm nay mới nhỏ đi học hết rồi, lớn thì đi làm hay kia đi học. Anh này là 19 mới vô học nên là hôm nay có hai mẹ con ở nhà, giờ này có hai mẹ con ở nhà, ngồi đâu nó ngồi giữa đó. Mà có ngon không? Ăn nóng mà xin lỗi. Cơm mới thì nóng xíu. Cơm nóng. Mình thích ăn cơm cháy, không cháy. Cơm chưa ra làm ăn liền rất là ngon. Còn hôm qua nó thèm. Nó nhỏ thèm, không mình làm cho nó ăn. Kim chi ăn liền làm đơn giản, cái nhà nhanh gọn lẹ. Ăn được không? Ăn mà men không hết đây. Rồi mình lấy không? Rồi ăn thịt. Lúc trước không ăn thịt cả nhà. Hôm sau này ăn thịt được ấm thái. Anh lấy tay này ấm thái. Cô ăn cơm chứ đừng ăn thịt trong nhà. Được chưa? Hai mẹ con ở nhà à, nó không chịu ăn cái gì đâu, nó chỉ ăn thịt kia ăn cơm thôi, không ăn canh ăn ấy. Canh thì phải bỏ vô cơm chứ canh nó hấp, nó không hấp. Mà nó cũng cháy rất ngon, dàn vừa tỏi cà rốt còn chua nha. Tủ vô cái món này không? Cái này đang ngộ lạ. Ở đây mấy chục năm mới phát hiện ra thôi. Lúc trước không biết. Thấy nó sao nó chán chặt, nó kỳ kỳ. Hỏi nó biết. Phải ăn thử mới biết đúng không? Thích cái độ giòn của nó chứ gì. Giòn quá. Đi ăn nó không có hộp nhiều. Ngon cất lượng. Ngộ là cái ruột của mình tính ngấy rồi, nó ngộ lại cái gì, nó ngộ lại. Hôm qua mình mua ăn, lúc trước mua ăn á, mình không có hỏi chủ, mua mình nghĩ nó là dưa leo nhưng mà mình không biết dưa leo kiểu gì.
Hôm qua mình hỏi đó, mới nói đồng hồ dưa leo like. Mà cái màu cũng rất đẹp nha, màu cũng đẹp ạ. Chim chi hả? Mình nếm nếm rồi. Không cần phải chấm. Con cháy nó nhìn mềm mềm ngon quá. Mình ăn cái gì á, cũng thấy ngon miệng lắm. Món gì á, mình ăn rất ngon miệng. Vì mình đi tập nhiều, sức khỏe mình rất là khỏe, mình ăn cái gì cũng thấy ngon miệng á. Không phải như ăn người ta, ăn nhơ nhơ nhơ. Ăn mạnh dạng lắm, mạnh lắm. Cái miệng nó rất mạnh luôn á. Tới đứt vẫn còn giòn. Tới đứt không có cái gì đắng, không có gì đắng như là bình thường. Như là bình thường cái này mình ăn tới đứt nó hơi bị đắng nhẹ nha. Cái này không có. Không có, không có hôi một cái mùi gì luôn. Không có hăng một cái mùi gì luôn. Ăn tới đứt như vậy luôn mà vẫn còn giòn ngọt. Trời ơi. Phí phạm. Ngon hết. Ngon quá. Cái này chấm này trời ơi. Không còn gì để bàn. Bình thường á, ai mà nhẫn cho ăn một trái thì ngon. Cái bụng của nó rất là bự, uống luôn. Nó từ tự nhiên chá bí gì luôn. Cái màu nó từ tự nhiên chá bí luôn hả? Giống nhiều kiểu trái lắm. Giống nhiều kiểu trái nhưng thật ra là trái dưa leo. Dưa leo lai, dưa leo lai. Có mập này nó uống nó hơi có hộp một tí rồi. Nhưng có mà hôm qua em mua về mang ăn sống luôn á. Chấm chấm muối á. Mua ba trái. Thấy nó tươi quá. Mới làm nhờ tươi luôn. Hôm qua thứ năm. Lần này á đồ mới nó về. Nó ngồi nó giữa mẹ lắm. Xin lỗi xin lỗi. Nó ngồi nó giữa mẹ ngồi chảy chứ. Thằng biến này. Ngon ngon. Ấy nhà không? Khi mà ngày em không có đi làm cái nhà. Em quấn bít bên này trước rồi. Không gần. Khi mình ăn, ăn không ngừng nghỉ. Cái độ giòn nó làm cho mình rất là phải sảng khoái cái miệng. Muốn ăn hoài, cầm ăn hoài. Tết lớn 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 là hết rồi. Cái hộp của nó chua nhẹ nhẹ giống như là cái leo bình thường. Nó không chua quá, như là cái leo là nhiều lúc cái leo thường là nhiều lúc nó chua. Đổ, đổ, đổ.
Ngồi lòng vào. Có mấy chị nhắn tin bảo là chị ơi, thấy bắp tay chị to á, tại vì ít cái phụ nữ mà bắp tay to, thấy bắp tay chị tập to á, nhìn thấy thích quá, thấy nó mềm mềm tí xíu, nó mạnh mẽ. Cảm ơn rất nhiều nha. Nếu mặc đồ luôn á, khi mặc đồ trục tay hoặc là hở dây, cái bề da mình nó to một tí, nhìn thấy nó đẹp mà, nhìn không, nó đẹp chứ mà nó xấu rồi. Vì các bạn biết phụ nữ mình đa số ít cai, bắp tay to lắm, bắp tay to nhưng mà họ không có gắn chắc, họ rất là gọi là bị nhảm xề nhão nhẹt lắm. Còn lần này là bắp tay rất là cứng cứng chắc như cả nhà nha, nhìn nó mới rất là men mà nó đẹp như cả nhà nha. Và cốc này á, mình với con trai mua cái loại thuốc, cái loại powder của nó, cái loại bột của nó để mà uống cho cái cơ thể nó gắn chắc hơn nữa, nên là hai đứa con cốc này to lắm. Uống cho nó bự ra và nó chắc chắc khỏe. Nên là mình đang dùng cái thuốc đó coi nha. Thuốc đó rất là tốt nha. Các bạn uống cái thuốc đó, nếu mà đi tập liền uống cái thuốc đó, nó sẽ không, cái bụng của mình á, nó sẽ săn chắc lại. Nói chung là cơ thể của mình sẽ săn chắc lại hết, thậm chí cái bụng như vậy. Rồi cái này mình sẽ ăn ít lại, lâu lâu mới thử thách, vì mình đang bỏ công bỏ sức ra để mà tập luyện với cho cái sức khỏe nó tốt. Bây giờ uống cái đó nên là không có ăn nhiều hơn nữa, nên là lâu lâu thử thách thì ok, nhưng mà ăn thường là không ăn, không ăn nhiều nữa. Nghĩ sao nó ngon dữ vậy mấy. Nó tạt. Không biết cái đất nước nào có không, nếu mà có thì mua thử ăn nha. Cái vỏ ở ngoài á, nhìn nó vậy nhưng mà thật sự là ăn vô nó rất là mỏng, không có gì hết, bình thường. Nó mỏng. Nó giống như là ở trong cái màu như thế này, giống như trái bí á. Hôm trước ăn cái đào, ăn cái đào tiên thù lắm. Ta ăn cái đào, thở mình đi, ta ăn cái đào, ta biết cái đào không? Cái người ta ăn mà ta nói không tin. Bao nhiêu người vô bỏ sao? Trời ơi, trái bơm bỏ trái đào. Trời đó coi trời, không lẽ tôi không biết trái bơm làm sao, không lẽ tôi ăn cái đào mà tôi không biết là trái đào thôi trời. Vậy mà cũng vô nói được hay. Nói vậy là trái bơm, bao nhiêu người nói trái bơm. Trời đó coi tôi ăn trái đào, tôi nói trái đào, chứ tôi đang ăn đào đó, ý ăn bơm nó ăn đào kìa, vô gì. Thì cái trái đào ở đây nên ở nước ngoài nó giống như là cái quả bơm nó kiểu vậy, nhưng mà vô trong ảnh cái màu nó cũng giống như vậy đó. Thật sự nó là trái đào, khổ lắm. Khổ với 3 tháng ăn nó chịu quá. Ăn cười cũng không được. Vui vẻ cũng không được, hòa đồng tí cũng không được, gì cũng kiểu chứ. Không ai chịu mấy anh mấy chị nổi ha. À, giờ tôi cứ là chịu, tôi thích cái gì tôi làm á, thích nói tôi thích cười cười. Chẳng nghe mấy chị thôi, mấy anh mấy chị nói thăm mình, mấy anh thích nói cái gì nói, mấy anh sai chịu hướng mấy người cũng nói đó, tôi giờ cũng vậy. Mình thì giống nhau hết.
mà. Ăn cái hấp như là hôm nào rảnh mua cọng dây, có cọng dây rồi, có rất là nhiều rồi, cứ tập chưa, mua con cá không có xài, rất tập bình thường, nịt bụng nịt gì có mấy cái cho người ta nữa, có dây nhưng mà mình sẽ mua thêm dây nữa để mà về dạy cho mấy chị em phụ nữ tập, có bắt tay không cần đồ nghề chỉ cần cọng dây ha, phiên bản mới cần cọng dây, với đít à chỉ cần cọng dây thôi, được sẽ có tay, có bắt tay to, các bạn không thích cọc nhiều thì các bạn tập ít thì nó to ít thôi, các bạn tập nhiều thì nó to nhiều vậy đó, đơn giản các bạn muốn tập cho cái tay mình nó khỏe khỏe gì rồi vậy thôi, các bạn tập nha, tập ít ít của mình á, bây giờ mình thích bắp tay to, tại vì phụ nữ nước ngoài hiện bây giờ tay bây giờ nó hiện đại về bắp tay to lắm, thậm chí có phụ nữ mà to nữa không, rất là khỏe, không phải nó mình nói sắc xỉ đẹp gì nhưng mà nhìn cơ thể của con người nó chắc nó khỏe, săn chắc không bị bụng xỉn, bụng xỉn thì rất là xấu, săn chắc thì lúc nào nó cũng đẹp, cái chân nó gọn, săn chắc thì làm cơ thể của mình gọn đẹp, ở đâu cũng vậy, chỗ nào cơ thể mình vậy, yêu mình tập nhiều là nó sẽ săn chắc và nó gọn, nó đẹp. Như mình đã nói rồi, phụ nữ khó lên cơ lắm, khi mà phụ nữ lên cơ là tập dữ lắm mới lên cơ nổi, một khoảng thời gian rất là dài, còn đàn ông họ tập rất là ngắn, họ đã có cơ sẵn thì họ là đàn ông đó. Nên phụ nữ muốn có cơ như thế này thật sự là khó lắm, không phải giỡn, không giỡn thế nào cũng được cái đùa, tập chảy hôi sôi nước mắt mới được cái thân hình như vậy. Có người vô, có người vô, có người thì thích, có người thì không thích, bỏ loạn lại mấy chị kiểu giống như chân yếu tay mềm nó nhìn thấy nó quen lắm, thấy không, mấy chị đang bảo chủ giống đàn ông quá, ông bà các chị đừng có nói đàn ông, đừng ông, đừng ông, đừng ai gì cho, nhưng mà có một cái em nói cho các chị nghe, muốn kiếm một người đàn bà, muốn kiếm một cái cơ bắp như thế này khó lắm, không có dễ đâu các chị, đừng có nghĩ là dễ rồi này kia nọ, nhìn thấy nó xấu không đâu nha, không có dễ mà cũng không phải là xấu ha, ta đẹp ta fashion nha, đàn bà bây giờ mà có bắp tay là gọi là fashion nha, chứ manly nữ tính fashion hiện tại em tập như thế này á, em vừa tốn tiền hàng tháng, thế là hỏi ngại luôn, vừa tốn tiền hàng tháng, vừa tốn tiền cho những cái dụng cụ mình đi, không có đùa, không có đùa, không có tiền cũng không đi gym được, không có đùa, đi gym mình phải bỏ rất nhiều tiền cho một năm nhé, mua cái này sắm cái nọ, quần áo chị nói, quần áo tôi nói sắm suốt luôn, là quần áo là sắm kiểu đàn bà thích đẹp, thích đi gym mà kiểu thích mặc đồ đẹp mà, hả, sắm quần áo, dây, mấy vòng dây nịt, hả, bụng, bao tay, đủ thứ hết, ăn được hết, không biết tiền dẫn à. Các bạn chị đừng thấy những cái chị dễ lắm, dễ chắc là chim dễ lắm ha, đi đi cậu biết, vừa tốn kém vừa bỏ cái thời gian các bạn mới được như vậy, cái không khổng nhất được như vậy à. Bây giờ mà các bạn muốn được cái cơ thể đàn ông giống như mình á, chưa chắc không phải người nào cũng nổi lên ha, rất là khó. Thật chắc lên nè, không ăn chưa ơi, nó chạy thôi, lát bằng tặng thêm cái gì rồi, ba cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ tốt lành cho bình an, và cảm ơn cả nhà những anh chị mà luôn ủng hộ mình suốt bao nhiêu tháng vừa qua, lúc nào cũng vô ủng hộ video và comment dưới xả like đã tim rồi, anh cảm ơn, chân thành cảm ơn rất là nhiều, và chúc cả gia đình cả nhà luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an, và công việc trong cuộc sống luôn thuận lợi nha, bye bye.